Dạ đi anh. Đây, đây là quán nổi tiếng ở thành phố Mỹ Tho, là quán ông Năm Đủ Đạn. Quán như quần què, hỏi quán ngon thôi, mà uống chỉ cần ngon thôi. Lưu Đạn. Bữa nay chú Năm có tình mới. Má, nó đổ cái xe về đó. Hi, xin chào các bạn. Đây là quán cháo gà của ông Năm Trời Đánh, với cái biệt danh khá là đặc biệt, tại vì ông chú Năm ăn nói rất là to, với lại nghĩ gì nói đó thôi, chứ thật ra không có gì hết. Quán cháo của chú Năm khá là miệt vườn ở miền Tây. Quán chú Năm nằm ở 394 Lê Văn Nghề ở Tiền Giang, thành phố Mỹ Tho. Đây là quán cháo gà rất là đặc biệt nha các bạn. Nhiều khách từ các tỉnh thành luôn chạy ngang qua tỉnh Tiền Giang thì luôn ghé quán cháo của ông Năm Trời Đánh. Mình thì đang ngồi cà phê với anh em thì thèm cháo gà quá nên quay trở lại, chứ lúc trước thì đã ghé một hai lần rồi. Đây chỗ Năm đang mang gà ra cho khách. Dạ chú Năm chặt gà cho chú Năm. Cho con quay con gà cái. Con để ông nội chút xíu đi, tao chắc đem ra ngoài, tao đem ra cho. Trời ơi. Ra cho mày liền. Dạ. Ra ngoài đi, trời ơi. Tưởng thấy cái gà chú Năm ngon quá. Nổi hứng lên chạy xuống chú Năm luôn đây. Đủ mà mày muốn ăn chứ đâu vậy. Ê đủ rồi, cái quán đừng không vậy, người ta ngồi rằng rằng ông đừng vậy, ông đang có cây đừng căng ngay giữa hoài không nên. Cái đó thật sự. Không có việc gì, ông cũng không gèo, không nên ăn vậy, ông đang có cây. Cách làm ăn mình phải rõ ràng, không phải là cái chỗ giường ngủ cây đâu, cái gốc cây quả không sao. Không sao. Ok. Đủ mà cái đeo cái giường ngủ mẹ ơi. Cho gốc cây không dân, gốc cây mới là đúng chân vọng. Ủa chứ không phải bàn này nữa, à bàn này dọn. Của người ta đặt cho 12 người riêng, còn mình đó là 6 người riêng. Dạ. Một chút động tiếp nữa chứ đúng không? Đâu phải mình quát mình bày đâu, sợ rất là nhiều bạn. Có âm thanh ánh sáng không? Anh đây là anh Năm Đổ, anh rất là hâm mộ chú. Hâm mộ, mộ nhưng mà mày là cũng gần nguyên tắc của quán. Kia là anh Năm. Đây là chú Năm. Anh Năm ơi, chú muốn trả cho bà con ơi. Hôm nay gần Tết bán được chú Năm. Ông ngày nào cũng đầy đủ Tết mẹ ơi. Dạ. Mà tiền đầy túi đó biết không? Đầy túi luôn. Dạ, bộ cái quần luôn mày ơi. Dạ, có tiền phải cực một chút mày ơi. Dạ, làm những nghề gì cũng cực hết. Ừ. Thì mình làm ngon mà. Không ngon dễ nhưng bán được chỉ đi, mình cứ tạm thời đủ mà mày nấu ngon chứ tao đâu có dám nói mày. Ngon đó chú Năm. Được chứ, xuống ăn mà bây giờ nhớ cái mùi cháo nè. Chú bán ngon nhà mà ai chê nữa là thôi luôn á. Đâu có, tao tiễn cái dông đi liền với mày. Tiễn dông đi liền. Mới điện dông cho bỏng kìa. Không gian quán của chú Năm Trời Đánh, sân miệt vườn miền Tây Tiền Giang. Hỏi anh Năm Nổ thử có bị khớp không nha. Ủa anh Năm Nổ sao mà lấy giọng ra đây treo luôn rồi. Anh mệt quá, anh nằm nghỉ xíu, anh giữ giọng chiều nay anh live show tất niên đó, nên anh nằm nghỉ xíu, em cứ ăn tự nhiên, lát anh chở tụi em về. Anh thấy chú Năm Trời Đánh sao? À, chú Năm cũng lụ đạn gắn ngang ngang với anh á, à, vậy mới vui. Sợ chú Năm rồi đó. Thấy anh dứa kẹo mà, tao ông chủ quán mà không có dứa kẹo không rồi. Mình tới mình khách mời mà. Chơi vô ngồi ăn thiếu ra nằm anh. Em đi chưa gì mà, chút đi, cũng mới ăn cơm rồi. Chứ mình ăn nhiệt tình lắm, ăn là tụi tao tao gáo máng luôn á. Ăn nhiệt tình hơn tụi ông nữa, điện tí đi. Xíu vô nha anh. Ok, chút tôi vô ok. Chú Năm nói vậy chứ hiền lắm, có gì hết. Dạ biết rồi, ông nói đúng rồi. Nhiều lần mà. Tại quy tắc của quán người ta phải theo chứ. Hiền tí chém á. Ông kêu là xíu tiện dòng liền á. Đây không gian quán của chú Năm Trời Đánh các bạn. Có mấy cái chòi nhỏ.
đau quá. Anh Năm nữa ơi. Mẹ nó ra nằm ở võng ngoài xa xa mũi trắng rồi. Anh Năm nữa ơi, chú Năm kêu anh Năm nữa ơi. Đó, đó, đó. Cảm ơn chú Năm. Uống rượu không? Có. Mấy đứa uống không kìa? Một chút thôi. Lần này đã uống rồi đó. Lần này uống không? Không. Vậy là cái con cái đùi này ngon hơn. Để thằng trống tao để bếp ga. Mà để chứ cho để đâu được. Ừ, bếp ga làm gì nữa? Cháo. Nè. Con rể của Ngọ. Con rể của Ngọ bán phun mắm ngon lắm. Mấy Lị là muốn ăn thì con rể của Ngọ ship cho Lị. Mấy Lị một tô phun mắm 33 ngày ăn tới chuyện luôn. Đó. Là 500 Bình Phụng ở trong chợ Bình Thới. Bán rất là ngon. Nè. Từ chối đành sao vị ngọt đất quê mình. Ông chửi ông cạo ông. Người chủ ông chủ quán là sợ ông chứ sao. Trời ơi nhiều vậy. Oh my god. Ăn sao hết. Lát em bị gì nữa hả? Gà anh đó hả? À bạn gái của ngồi lúc. Đây là gà của chú Năm nè các bạn. Ủa tôi ngồi đâu? Ngồi đó. Ngồi đâu ngồi? Quay đi lẹ rồi ăn nào. Ôi ôi đẹp quá. Chịu la chịu la. Đây là món gỏ của chú Năm. Đây là hai kìa. Kẹo đi ăn. Đây. Đây là quán nổi tiếng ở thành phố Mỹ Tho là quán ông Năm Đồ Đạc. Quán như quần què hỏi quá ngon thôi. Chỉ cần ngon thôi. Đồ Đạc. Bữa nay chú Năm có tình mới. Mấy ông này là chơi như đại gia luôn á. Là mướn chiếc xe 1,5 triệu về ăn đã cháu gà đi lên à. Bữa nay của chú Năm có cái tên mới đó anh Năm nổ. Ừ. Ăn nha mọi người. Ăn. Ăn nha anh Năm nổ. Vô. Cháo của chú Năm đây. Thèm quá. Cháo vẫn ngon nha mình trước nha các bạn. Thì nó ngon. Rồi chị múc đi. Nó chưa sôi nha. Chút anh Thảo bị cảm ăn hành nhiều vô. Chút xíu nữa để cho nó sôi cái. Chưa sôi để từ từ cho nó nóng. Nó chín hành cái. À, nóng rồi. Gỏi gà. Gà ngon. Bắt đầu. Nó quay xong rồi mình đã thấy xong rồi. Ăn đi anh Năm nổ xíu. Vô. Cho vô. Anh Năm làm rượu không? Không. Lái xe cho vui. No. Không biết rồi. Thằng Phát chúng ta chửi rồi. Có mắm á. Muối á. Tinh chú. Này, ăn muối tiêu đúng bài nè ông ơi. Tư chanh nè. Là muối ớt chứ. Muối ớt. Muối ớt mà. Ớt chanh. Muối ớt. Anh thấy gà đây ngon. Gà vô không hả? Các bạn ơi. Cất gì không? Để coi đã. Nè. Muối gà này cất vô. Nè, một tài nó ngon các bạn. Tài bẩn rửa chưa? À, đợt trước mình ăn là cách đây khoảng 1 tháng á anh Thảo à. Tháng. Được không? Tháng trước thì không rồi ạ. Từng cái gái quán của chúng ta ăn rồi. Xong thì hôm nay sau ngày đẹp trời. Ừ. Quay trở lại quán chúng ta ăn gà tiếp. Không đời xuống dưới luôn hả? Rồi mấy lần ăn đúng tiền mà. Bữa nay là anh em tổ chức ăn tất niên các bạn. Em quá đến nỗi. Ngày lâu lâu mới có ăn kỳ quá bánh mì này nó ngập đi bà con. Không rồi cháu Năm ngon á anh Năm. Thèm. Thì gà rất là ngon các bạn. Ăn hành chở hành giòn giòn dai dai không ừ. Ai có vợ hành vợ không có vợ hành thiên hạ ba lần trà đá mẹ xíu cái trà đá bình ga cái cô đó cô kêu là trả tiền bình ga cái gì bình ga nhiêu tiền mà anh trai anh tưởng kêu anh về đường số 5 ở mẹo vô á vô đó là mình cũng gặp ơi chị ăn uống rồi nghỉ ngơi chút xíu mà già nó béo quá
gỏi này lại lại ngon hơn trước á. Đó được quá. Tắt rồi chú Năm. Kéo cần ga quan trọng giống như cúp cầu giao điện. Đó để nó xì ra hôi lắm. Mặt lại con gái con không biết bật. Hình như hết ga rồi á. Bật không? Rồi chú Năm đây con gái. Hết ga rồi chú Năm. Hết ga rồi. Ga đầy nhóc thôi hết mày. Nó yếu ga sao luôn thôi. Tại vì làm như nó lớn tuổi rồi không còn bao nhiêu khí nữa mẹ. Ôi. Nổ. Tại mày nổ rồi đó mày. Vậy cái mới này cũng hết ra nó cũng như chắc cạn rồi. Hết ra rồi đó. Còn nhưng mà nó dần nó hết ra nổi rồi. Chú Năm cho mượn cái bình ga kia coi. Mấy ông tôi vừa ăn cơm xong là mấy ông điện tôi đó, bây giờ tôi ăn không nổi buồn ghê. Tôi ăn dữ lắm. Chú Năm mượn bình ga to chú Năm. Cái này là gọi là cái camera hành trình đó chú Năm. Đủ chuyện đời. Cắt lên ô tô á. Ba người nhỏ tiếng nhà này chú Năm. Ăn gà của chú Năm thì thấy sao anh? Gà ngon, ngọt, chất lại gà vườn. Cứ gà mà gà công nghiệp ăn cũng sẩm xì. Sợ chưa, sợ chưa? Sợ mà ông chủ quán mà sợ chứ. Uống trà đá thôi mà mày trốn luôn. Hay là anh? Ăn ngon quá. Chưa mà. Mới cơm. Kỳ vậy? Ừ. Ở bên Thanh Đa có quán gà nào ngon không Duy? Có. Bữa nay chú Năm làm chắc cũng có 100 con á. Thêm con gà nha. Hai con gà đúng không? Chào cả nhà. Hai con gà và cái nồi cháo 846, 6 cái khăn lạnh 12.000, một chai nước suối 6.000, tổng cộng là 864.000. đây các bạn ăn 6 người dư nồi cháo, là lúc nào ăn nồi cháo cũng không hết, lúc trước mình xuống ăn cũng không hết tại vì nồi cháo rất là to. Còn gà thì ăn rất là dai và ngon nên no rất là lâu. Uống một ly ra cho. Một que không? Hai xị. Mấy ly, ba ly, một ly. Ăn được, uống được, chơi được. Trời đất, được mà. Chơi được. Rượu đó là rượu gì vậy chú Năm? Hồng Cúc Sâm này mày ơi. Hồng Cúc Sâm nghe lại với ta. Uống rượu đó không có tóc bạc này, nó thua hoài à. Không có tóc bạc à. Rồi chú Năm bán rất nhiều loại rượu á. Bán mấy loại cũng được thôi, còn đủ mấy đủ đốt chai của người ta. Rượu chứa hột 15.000 một xị. Ô thơm. Cái kia là rượu gì chú Năm? Này là kéo rượu ngủ di bài với di bì, rượu vũ gia bì cũng lâm lỗi mẹ. Nó mỗi cái loại có từng loại rượu thì cái khác nhau, có mùi vị hương liệu khác nhau. Dạ. Hơn bán. Ai mà đẹp với ta? Cháu nội tao với mày. Cháu nội cháu nội. Cháu nội. Mới đi học vậy con? Cái nồi chảo con ăn thế đó. Bưng về, bưng về, dạ, em lấy đồ em ơi. Con cái bịch không đem về. Rồi, nói bà chủ qua đem về liền. Dạ. Nói bà chủ đem về liền. Coi cho con cái bịch nha con. Bây giờ ăn xong rồi chạy về Sài Gòn. Đem tiền sao chú Năm? Ủa, để khoản lại này. Quá.
ăn gà đi lâm mà để quên đem tiền là để quên quên đem tiền là để cái mặt. Cái nồi chảo ngon quá, nhanh quá, sợ gì nó sợ cách tính tiền đâu à. Lấy về một ngày mình bán khoảng bao nhiêu gà? Nồi cháo bây giờ dư rồi, bây giờ tụi mình phải mang về ăn cho bỏ uổng. Cháo rất là ngon các bạn. Hai dọc còn vô mập á. Không vô mà. Cháo này lấy về hâm lại anh Thảo. Ừ, một mình anh ăn à. Hai mình em có phần đâu. Anh hâm lại tối hôm qua ăn ké. Ừ, tối đi coi đó anh về qua ăn nha. Dù là Việt Nam đá đó. À. Anh không khéo có đem về nữa mọi người. Gà của Tú rất là to. Đây em cầm cháo. Không, cầm là rất là nóng. Sau khi ăn hết hai con gà thì bây giờ cảm giác rất là no. Và bây giờ đợi anh Thảo múc cháo mang về. Xong rồi sẽ về lại Sài Gòn các bạn. Chú Năm, quán gần, chú Năm ơi, quán gần Tết phải trang trí hoa rồi cho nó đẹp. Đơn sơ là được rồi, chủ yếu là tiền. Bộ mẹ mày trang trí nhiều có tiền chứ không? Ăn nhiều có được mà giảm giá không chú Năm? Không, mày bằng nhiều tao ăn nhiều tao, phải bưng mày nhiều chứ phải có tiền mà cho bằng nhau. Trong mấy cây xe có cái bình rượu. Rồi bây giờ sẽ về lại Sài Gòn. Năm lựu đạn kìa. Ai kêu anh năm lựu đạn kìa. Chú Năm nãy nhậu hả? Nhậu xong nhậu bà nào. Thấy sắp xỉn rồi đó. Ủa mà bà nào cũng nhậu sáng tới chiều mày ơi. Chú Năm nhậu dữ chú Năm. Rồi bây giờ về lại Sài Gòn. Xin bye bye các bạn. Cái này